Thì hôm nay thì chúng ta sẽ chính thức vào học lập trình C++, đồng ý không? Thì giống như hôm trước tôi đã chuyển cho mọi người đấy, thì cái mà tôi bảo mọi người là các bạn về sẽ cố gắng là đọc trước đi, đúng không? Thì trong đấy thì có một cái tài liệu mà đây chính là cái mà mọi người ý là cái các bạn cần phải nắm đầu tiên, đồng ý không? Một số cái khái niệm như là để các bạn hiểu được như là ngôn ngữ lập trình là gì, thì trong này cũng đã ghi rất rõ rồi, bản chất nó là một tập, nó là một ngôn ngữ, đúng không? Nhưng bao gồm tập ký hiệu từ khóa sử dụng để viết mã lệnh để làm gì, để giao cho máy tính thực hiện công việc của bạn, đồng ý không? Thì đấy là cái đầu tiên mà mọi người cần phải chú ý. Và cái thứ hai là gì? Là trong máy tính ấy, thì người ta sẽ dùng một cái hệ gọi là hệ nhị phân nhé, đúng không? Hệ nhị phân này là hệ tức là nó sẽ dùng bit 0 bit 1. Đấy là lý do tại sao mình nhìn thấy là khi biểu diễn công nghệ thông tin ấy, người ta sẽ luôn luôn dùng bit 0 bit 1 là vì vậy, đồng ý không? Hay người ta vẫn ví von là tức là bit 0 bit 1 nhưng mà làm nên điều kỳ diệu ấy. Tại vì thế là rõ ràng là gì? Tất cả thông tin, tất cả những cái gì máy tính hiểu được đều là dạng 0 1 hết, đồng ý không? Và không thì cứ là mọi người để ý là nó chính là trạng thái gọi là đèn tắt hoặc là đèn mở, đúng không? Đèn sáng đấy. Đấy thì đây có một vấn đề là gì? Khi là chúng ta hiểu nhìn hệ nhị phân rồi thì khi mà chúng ta có một cái đặt vấn đề là gì? Chuyển từ cái hệ thập phân sang hệ nhị phân nhỉ, đúng không? Thì người ta sẽ làm cái động tác là gì? Người ta sẽ lấy cái số thập phân này chia liên tiếp cho 2, đúng không? Cứ được thương mà chia liên tiếp cho 2 đến khi nào mà cái thương nó bằng 0 thì dừng lại, đồng ý không? Và mỗi lần chia như thế các bạn sẽ viết số dư. Đấy, khi dừng lại đấy thì các bạn sẽ viết theo chiều từ dưới lên trên. Ví dụ trong ví dụ này mọi người có hiểu không? Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể chuyển đổi từ một cái số thập phân về nhị phân, đồng ý không? Và bây giờ các bạn sẽ làm cho tôi một cái là gì? Các bạn thử chuyển cho tôi một cái số gọi là 26 về nhị phân rồi. Đấy, mọi người thử chuyển cho tôi cái. Đấy là từ cái mọi người thử chuyển cho tôi xem là cái số nhị phân nó là bao nhiêu. Thử đi. Thì chúng ta phải đi qua một số cái khái niệm này đã. Thì thử xem nhé. Chúng ta sẽ làm đúng như vậy. 36 chia 2 được 18, đúng không? Đúng không? Dư 0. Đấy. 18 chia 2 được 9. Dư 0. Ok. 9 chia 2 được 4. Dư 1. Đúng không? 4 chia 2 được 2. Dư 0. Đấy. 2 chia 2 được 1. Dư 0. Đấy, 1 chia 2 bằng 0. Dư 1. Đấy, vậy thì kết quả đúng là gì? Là 1 0 0 1 0 0. Đấy, đồng ý không? Thì đấy cái cách mà mình chú ý là thì chuyển từ cái dạng thập phân về nhị phân nhá. Sang cái tiếp theo đến là gì? Chuyển ngược lại từ nhị phân về thập phân. Đồng ý không? Thì người ta sẽ đầu tiên là người ta xác định là số bit. Đấy, sau đó người ta sẽ nhân với 2 mũ n-1. Thì cái trong trường hợp này các bạn có hiểu không? Tức là người ta sẽ lấy cái bit thì đương nhiên là người ta thì cái gì mà nhân với 0 thì đương nhiên bằng 0. Do vậy là thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái bit 1 thôi. Đồng ý không? Đấy, thì đấy là cái mà chú ý. Và từ cái này là thứ như cái bit này chúng ta là ra được 05 thì tôi hoàn toàn nên dùng này, đúng không? Dùng cái này này. Đấy, để chuyển ra được về cái dạng là số 45 này. Đồng ý không? Sau đó cái đơn vị trong máy tính thì chúng ta mọi người để ý nhé, những cái đơn vị mà các bạn dùng như là gigabyte thứ hay là kilobyte, megabyte đấy, thì đấy không phải là đơn vị nhỏ nhất đâu, mà đơn vị nhỏ nhất chính là bit, đúng không? Bit là cái gì? Chính là biểu diễn 0 và 1 đấy, đồng ý chưa? Thì ở đây chú ý nhé, là 1 byte bằng 8 bit, đồng ý không? 1 kilobyte bằng 1024 byte, 1 megabyte thì bằng 1024 kilobyte, 1 gigabyte thì bằng 1024 megabyte. Và đây là cái dung lượng mà các bạn thường gặp nếu kể cả ai không học về lập trình, không học về công nghệ thông tin cũng nhìn thấy, đúng không? Đây là dung lượng để chứa thông tin của các bạn, đúng không? Trong máy tính của mọi người. Thì đấy là cái chú ý nhé. Đây là cái đơn vị. Ok không? Sau đó thì tí nữa bây giờ dựa trên những cái kiến thức đấy thì chúng ta sẽ vào cái bài buổi hôm nay. Đấy là cái mà chúng ta sẽ có phần giới thiệu về một số khái niệm trong thằng C++, đồng ý không? Sau đó thì cái thứ hai đấy là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách vào ra dữ liệu trong C++ để chúng ta biết được là in thông tin trong C++ như nào, cũng như là chúng ta nhập thông tin từ bàn phím như nào. Đấy, thì đấy là cái nội dung thứ hai. Cái thứ ba đấy là cái mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái việc là kiểm số liệu và toán tử trong C++. Thì chúng ta sẽ đặt ra vấn đề là vì với cái data type thì nó là cái như nào, đúng không? Mà toán tử trong C++ như nào. Và cái cuối cùng đấy chính là cái cấu trúc lập trình. cấu trúc lập trình, thì trong buổi hôm nay thì chúng ta cố gắng để chúng ta sẽ xong cái phần cú pháp về if else, đồng ý không, để phục vụ cho việc chúng ta buổi sau chúng ta thực hành. Đấy, thì đấy là cái người chú ý là 4 cái nội dung chúng ta sẽ đi trong hôm nay. Vậy thì đầu tiên về cái việc là giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++. Đấy, thì mọi người để ý này đi là đầu tiên ngôn ngữ lập trình C++ đấy, thì đây là cái ngôn ngữ mà mọi người để ý nhé, nó là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Đấy, bản chất nó là một cái ngôn ngữ kế thừa từ cái thằng C, nhưng nó có những đặc điểm, những cái đặc điểm nổi trội, đấy là đặc điểm về lập trình hướng đối tượng, đúng chưa? Nó khắc phục được một số những cái nhược điểm mà cái thằng C không có, thì đấy là cái mà chú ý về cái ngôn ngữ lập trình C++. Và với C++ này nó có thể viết được rất nhiều thể loại, đúng không? Rất nhiều lĩnh vực. Nó có thể sử dụng để lập trình nhúng, nó có thể lập trình game, nó có thể lập trình ứng dụng, vân vân. Đồng ý không? Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta chú ý. Một số khái niệm trong C++ thì anh nhìn thấy là đầu tiên là chúng ta sẽ trao đổi về cái việc là các bảng ký tự trong C++. Thì các bạn để ý nhé, trong thằng này nó có một cái bảng mã gọi là bảng mã ASCII. Thì đây là cái bảng mã mà tức là theo tiêu chuẩn của Mỹ, đồng ý không? Nó quy định về cái việc là một ngôn ngữ lập trình. Chúng ta vừa khái niệm là gì? Ngôn ngữ lập trình là gì? Là một ngôn ngữ được xây dựng bằng tập ký hiệu và từ khóa, đúng không? Thì nó căn cứ vào cái bảng mã này này. Mọi người chú ý nhé. Đấy là lý do tại sao mà có nhiều người học thậm chí học công nghệ thông tin hỏi là gì? Cái ngôn ngữ lập trình xây dựng từ bảng mã nào, vẫn trả lời là Unicode. Không có. Không bao giờ xây dựng được tiếng Việt có dấu. Đồng ý không? Nó sẽ lỗi tung vé. Thì đấy là cái người chú ý. Và trong cái bảng mã này này thì sau này các bạn nhìn thấy là các bạn sẽ được tiếp cận những cái từ khóa như gì, từ khóa break, cây hay là if, else hay là return hay short. Đấy, thì đấy là cái mà quá trình sau này các bạn học thì sẽ luôn luôn được tiếp cận như này, thì người ta gọi là từ khóa, đúng không? Tập từ khóa để xây dựng nên một ngôn ngữ, đúng chưa? Đấy, giống như cả những ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta cũng dựa trên bao nhiêu bảng này, tức là hoặc là ngôn ngữ của tiếng Anh chúng ta dựa trên bảng chữ cái, đúng không? Đúng không mọi người? Đấy, thì đấy là cái mà chú ý nhé. Và trong cái này thì mọi người chú ý cho tôi một điều rằng là gì? Trong C++ đấy, tất cả những từ khóa sẽ luôn luôn được viết bằng chữ thường nhé, đồng ý không? Đấy, thì đấy là cái đầu tiên về cái bảng mã. Các bạn hoàn toàn có thể mọi người hiểu là bảng mã ASCII này, tức là trong này nó sẽ chứa, thậm chí nó có quy định là gì, ký tự A sẽ tương ứng với cái số là bao nhiêu. Đấy, trong này các bạn hoàn toàn có thể về search là bảng mã ASCII mà có thể hiểu rõ hơn, đồng ý chưa? Cái tiếp theo, đây là cái mà trong cái buổi hôm nay thì đây là cái mọi người cần phải nhớ được ngay cho tôi, cái việc là về cái quy định đặt tên, tức là đặt tên biến hoặc là đặt tên project hay là đặt tên đối tượng control sau này đấy. Thì mọi người chú ý nhé, thì chúng ta có một cái gọi là quy tắc đặt tên. Đấy, thì đầu tiên như sau, tên biến là một chuỗi ký tự liên tiếp không khoảng cách nhé, không tiếng Việt. Đấy, còn dấu. Đấy là cái đầu tiên, mọi người đồng ý không? Nhớ cái này nhá. Sau cái thứ hai là gì? Tên biến không bắt đầu bằng ký tự số, đúng không? Đúng chưa? Đấy, hoặc là không bắt đầu ký tự số, nó có thể bắt đầu bằng dấu xít trừ cũng được, nhưng mà nó sẽ không bắt đầu ký tự số, đồng ý chưa? Đấy, và gì? Tên biến không chứa ký tự đặc biệt như dấu đô la hay là thăng, đúng không? Đấy, mọi người đồng ý không? Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư đấy là gì? Tên biến phân biệt hoa thường. Đấy, và cái thứ năm đấy là gì? Tên biến đặt làm sao cho ngắn gọn và mô tả được ý nghĩa sử dụng. Đồng ý không? Thì đây là cái mà cái quy tắc mà các bạn cần phải nhớ cho tôi, để tránh cái việc là các bạn đặt một cái tên mà nó vi phạm này thì nó sẽ bị lỗi luôn, đồng ý không? Đấy, thì đây là cái mà mọi người nhớ được cái này chưa? Đấy, thì đấy là cái chú ý nhé. Ví dụ tôi có thể đặt một cái biến chuỗi kiểu nhẹ, đồng ý không? Và cái chú thích này, mọi nhìn thấy cái chú thích thì chúng ta sẽ dùng giả sử như ở đây ký hiệu từng tức là comment. Bản chất chú thích trong lập trình C cộng cộng đấy tức là nó sẽ mang tính chất là mô tả cho cái người lập trình hoặc là cái người đọc code ấy, dễ hiểu hơn. Chứ còn khi biên dịch thì nó sẽ không dùng cái đấy nhé, đúng không? Đấy, thì ở đây tức là có comment từng dòng này hay là comment nhiều dòng. Đấy, thì đấy là cái các bạn nhìn thấy, ok không? Trong cái cấu trúc một chương trình ấy, thì nó sẽ có gồm những cái thành phần, nó sẽ gồm nhiều thành phần khác nhau, mà trong cụ thể nó sẽ bao gồm có để hàm này, đấy, hoặc là trong một file nó sẽ gồm những thông tin như là thư viện này, tệp này, kiểu dữ liệu, biến này, hằng này, hàm. Đấy, thì đây là những thành phần mà nó sẽ có trong một file, thường nó sẽ có những thành phần này, ví dụ ví dụ nhỉ, đấy, thì các em nhìn thấy không? Đấy, thì đấy là cái mà các bạn nhìn thấy là nó sẽ chứa những cái thành phần nhỉ, đồng ý chưa? Cái tiếp theo đấy là cái vào ra dữ liệu trong C cộng cộng. Vào ra dữ liệu trong C cộng cộng thì trong cái thằng C cộng cộng đấy thì để nhập thông tin từ bàn phím thì người ta sẽ dùng cái lệnh gọi là câu lệnh xin. Đấy, với cú pháp nhỉ, giả sử như gì các bạn có thể khai báo một cái biến n, sau đó thì xin nhỉ, tức là nhập cái thông tin từ bàn phím gán cho cái biến n, đồng ý không? Đấy, hoặc là tôi có thể gì gán thông tin từ bàn phím cho cái số lượng sinh viên, gán thông tin từ bàn phím cho chiều dài và chiều rộng. Tôi có thể viết nhảy nhé. Các bạn cái câu lệnh này các bạn tách ra thành hai câu lệnh hoặc là viết liền nhảy đều ok. Đồng ý chưa? Đấy, thì trước khi mà làm cái này thì chúng ta sẽ có một cái. Vậy thì vấn đề đặt ra là thì khai báo biến như nào? Khai báo biến trong C cộng cộng. Đấy. Thì khai báo biến trong C cộng cộng thì tí các bạn nhìn thấy là gì ở đây các bạn mặc định là gì? Nó sẽ là gì? Kiểu dữ liệu. Đấy, đầu tiên là kiểu dữ liệu. Sau cái tiếp theo là gì? Khoảng cách ra đúng không? Là tên biến. Tên biến này thì các bạn nhớ là đặt theo quy tắc nhé, đồng ý không? Đấy. Và dùng dấu bằng. Ở đây sẽ có một cái là gì? Giá trị mặc định nếu có. Đấy, thì đấy. Và trong thằng C cộng cộng hay bất kỳ một ngôn ngữ lập trình như là C# hay Java, đấy, thì nó kết thúc bằng gì? Dấu chấm phẩy nhé. Thì đây là cái mà để ý là khai báo biến. Ví dụ như này, khai báo một biến kiểu số nguyên để lưu trữ thông tin tuổi của nhân viên. Đấy. Thì khi tôi khai báo nhỉ, tức là cái kiểu ở đây, tức là các bạn nhìn thấy mặc định cho tôi, các bạn cứ mặc định cho tôi cái này đi. Tí nữa chúng ta sẽ xét xong. Nhưng ở đây một cái mặt bắt chước cho tôi như vậy là cái kiểu in này, đây là kiểu số nguyên, đồng ý không? Đấy, thì khai báo kiểu đấy, sau cách ra ghi là tuổi. Đấy, thì đây như này là ok, chấm phẩy là ok rồi. Nhưng các bạn muốn gắn giá trị mặc định, nhưng mặc định của tôi là không chẳng hạn. Đấy, thì khi mà khai báo như này, khai báo một cái biến tuổi như này chính là gì? Đấy, chính là chỉ ra cho máy tính cần cấp phát một vùng nhớ để lưu trữ thông tin biến tuổi, đúng không, trong bộ nhớ. Mọi người hiểu không? Nhớ nhé, khai báo biến chính là cái việc mà để chỉ ra cho máy tính, tao giao cho mày cần phải cấp phát một vùng nhớ để lưu cái thông tin tuổi này của tao, đúng không? Và để làm gì thì các bạn chú ý nhé, để thực hiện các công việc cần thiết của người lập trình. Đấy. Sau này giả tự nhiên giống như các bạn nhìn thấy ở đây, các bạn như có người ra trường đấy, bố mẹ bảo tháng 6 này con ra trường rồi. Đấy, thì bố mẹ sẽ không cho tiền nữa. Bây giờ bố mẹ sẽ cho ra trường, hoặc là bố mẹ ra trường đúng không? Ra trường cái bố mẹ cho mày 10 triệu. Đấy, còn bây giờ không cho nữa. Từ cái 10 triệu đấy các bạn làm vốn, đúng không? Để các bạn có thể kiếm được và các bạn có thể tiêu hết, đồng ý không? Đấy, vậy thì cái việc này khai báo như vậy, khai báo ra một cái thông tin và để sử dụng nó nhỉ. Vậy thì ví dụ nhỉ, sau khi tôi khai báo cái biến tuổi đúng không, thì tôi có thể thực hiện công việc như sau. Thực hiện công việc là gán giá trị mới. Đấy, nếu mà gán thì tôi có thể gán nhỉ, đấy là tuổi, tôi gán bằng 32. Thì lúc này cái thông tin, cái giá trị trong cái biến tuổi đấy nó không phải là không nữa, em hiểu ý không? Nó sẽ chứa là giá trị là 32. Nó là một cái ô nhớ trong đây này. Mọi người hiểu là trong cái máy tính này. Đấy, thì nó sẽ chưa thể chứa thành những cái vùng nhớ này. Đồng ý không? Đấy, ô nhớ này. Đấy. Thì lúc này cái thằng x này, cái thằng tuổi này. Đấy. Đúng không? Nó sẽ trỏ đến, ví dụ như nó sẽ trỏ đến đây. Để ý. Và trong thằng này nó sẽ chứa này giá trị là 32. Nếu sau khi các em gắn cái thông tin này, hiểu ý không? Đấy, thì đấy là cái mà chú ý. Vậy thì bây giờ từ cái này chúng ta tí nữa sẽ có một cái bài toán này, thì chúng ta sẽ nhập tuổi thông tin của sinh viên hay nhân viên từ bàn phím, sau đó in ra, được ý chưa? Thì tí chúng ta sẽ dùng cái lệnh gọi là lệnh xin. Đấy, thì đấy là để nhập thông tin từ bàn phím. Cái thứ hai đấy là gì? Chúng ta bỏ qua này đi, bản chất cái hàm này, tức là sau này khi làm việc với chuỗi thì các bạn có thể dùng cái hàm error này để chúng ta loại bỏ cái ký tự súng dọc. Thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là dùng cái lệnh K này để in thông tin ra màn hình, đồng ý không? Muốn in một cái thông tin gì đó ra màn hình thì chúng ta sẽ dùng lệnh K. Em cứ nhớ vậy thôi nữa, muốn in thông tin dùng lệnh K, mình dùng cú pháp này nhé. Hai thằng nó khác nhau nhé, một thằng là gì? Dấu này là dấu nhỏ hơn hay lớn hơn? Nhỏ hơn đúng không? Một thằng là gì? Dấu lớn hơn. Đấy, chú ý như vậy. Và chú ý là gì? Tại sao chúng ta muốn sử dụng cái này mà hôm trước mọi người để ý là trong cái buổi cuối của buổi khai giảng đấy, tôi có phần khai báo cái thư viện đúng không? Thì bản chất trong này nó sẽ gì? Cần phải khai báo một cái thư viện iostream để nó chứa cái tập lệnh này để giúp các bạn có thể làm việc, đúng không? Và cái n này chính là cái mà gì? Cái lệnh xuống dòng, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một dự án nhé, sau chúng ta sẽ viết một cái bài ví dụ như sau. Ví dụ một đấy là gì? Nhập thông tin tuổi của nhân viên từ bàn phím và hiển thị là giao diện màn hình. Ok không? Đấy, thì các bạn thế nào cho tôi, các bạn sẽ mở đi, mở công cụ Visual ra. Các bạn có thể tạo ra nhiều để chúng ta quen đấy. Mở công cụ Visual. Đấy, thì khi mà cái công cụ là Visual Studio nó mở ra, các bạn sẽ tạo cho tôi một ứng dụng. Thì để tạo ra một cái project, các bạn sẽ phải vào new file để new này, project, đồng ý không? Sau đó thì từ cái màn hình hiển thị đấy, các bạn sẽ chọn đúng cho tôi cái ứng dụng là Win32 Controller Application nhé. Nhớ chọn đúng này. Đấy, cho tên các bạn đặt, thì tôi đặt cái là Salesforce cấu trúc lập trình này. Đấy. Sau đó thì tôi sẽ để trong phần part 1 của lớp mình, đồng ý không? Đây này, ok không? Các bạn có thể đặt một cái nơi nào đó tùy mọi người. Đấy. Biết làm sao các bạn sau này các bạn nhớ là để ở đâu để chúng ta mở ra. Có bạn tạo ra không biết để đâu, hôm sau tức là hỏi mở không biết mở đâu. Không, cái đấy là có thật đấy. Thì nhớ nhá, để đâu thì cố gắng là cần phải lưu ý. Nhấn ok. Đấy, nhấn next, finish. Thì bây giờ chúng ta khi mà chúng ta sẽ không phải làm theo cảm tính giống như trước nữa, mà sau khi tạo ra một dự án thì bây giờ tôi sẽ giải thích những thành phần trong đó, đồng ý không? Thì đây là cái cấu trúc của cái thằng lập trình Visual Studio cộng này. Thì bạn ở đây nhìn thấy cái thuật ngữ solution này, thích nhá. Khi mà một đơn vị làm phần mềm ấy, người ta nói là giải pháp, giải pháp tổng thể về nhân sự, giải pháp tổng thể về quản lý bệnh viện chẳng hạn. Thì trong đấy nó rất nhiều thứ, đồng ý không? Đấy, có thể quản lý thông tin về bệnh nhân, có thể quản lý thông tin về bác sĩ, có thể quản lý về cái nghiệp vụ, tức là khám bệnh, đúng không Tuấn? Đấy, thì lúc đấy thì người ta gọi là một solution, đúng không? Vậy trong cái việc tạo project này này thì nó có thể gì? Một solution có thể có nhiều project. Đây là một project chính là đảm nhiệm một tập công việc có liên quan đến nhau, đồng ý không? Thì đây gọi là gì? Là project nha em nhé, mọi đồng ý không? Và các bạn trong một solution các bạn có thể có nhiều project bằng cách chuột phải add new project. Yeah. Cái đấy thì cứ đang giải thích thuật ngữ thôi, còn đến lúc quá trình làm thì các bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết. Sau đó thì trong một project này nó sẽ có những cái thành phần nào? Thứ nhất là nó sẽ có một cái thư mục là header file, được chưa? Header file. Thì trong thằng này với cái thằng C cộng cộng nhé, mọi người để ý cái này là cái đặc biệt này. Để muốn làm cái gì đó luôn luôn phải khai báo, đúng không? Thì đấy là những tập tin chấm h, tập tin màu hay là tập tin tẹp đấy. Trong đấy nó định nghĩa ra là những cái gì các bạn muốn sử dụng thì cần phải khai báo. Giống như các bạn vào muốn vào trung tâm thương mại, các bạn vào muốn chơi đúng không? Các bạn phải trình, hoặc là các bạn gửi xe, trình vé này, không người ta không cho. Thằng này vào làm cái gì? Hoặc là tức là ông băng bom ông đánh thì thế chết. Đồng ý không? Thì mọi người hiểu đơn giản như vậy. Thì nhớ nhé, trong thằng C++ muốn sử dụng cái gì cần phải khai báo. Ok không? Thì tất cả trong cái phần header file này. Cái thứ hai, đấy là cái phần source file. Source file chính là cái file, tức là tất cả trước nếu mà ai đã học lập trình C++, lập trình C ấy, thì luôn luôn có định dạng của nó, đúng không? CPP. Và đây là file source nguồn, file mà chúng ta sẽ viết code trong đấy, viết những cái xử lý trong đấy, đồng ý chưa? Còn những cái như sau này nhiều resource khác thì các bạn cứ để trong cái file này, nhưng ở đây thường các bạn sẽ quan tâm hai cái này, đúng không? Đấy. Vậy thì thường là khi mà tạo một dự án này rồi, các bạn sẽ thường là viết code trong cái nơi mà nó có chứa hàm main. Cụ thể là gì? Thường là cái tên nó luôn luôn trùng với cái tên project, đồng ý không? Thì kích đúp vào đây. Đấy, nhớ là file sủa file nhé. Sau đó trên cái phần này thì để khai báo tập tin vào hay là tệp đấy, thì các bạn nên dùng ngữ pháp là include nhé. Include cái gì? Thì như vừa rồi tôi vừa giải thích là gì? Trong thằng này để làm việc thì cần phải khai báo một cái tệp iostream. Vậy thì các bạn sẽ khai báo cho tôi cái tệp tin đấy như sau. iostream nó có một số thẻ thôi, không quá nhiều đâu, nên tôi nghĩ là mọi người nhiều cái cao siêu tư tưởng Hồ Chí Minh các bạn còn nhớ được nữa thì chả thì cái không nhớ được, đúng chưa? Sau đó thì chúng ta đang làm việc trên nền tảng của thằng Visual Studio trong công cụ .NET, thì để nó làm tự động, nó làm những cái thư viện của chuẩn của thằng Studio này thì chúng ta cần phải using một cái không gian tên, đấy là lên space std. Đấy, mình cứ nhớ cho tôi. Còn nếu bình thường các bạn chỉ cần khai báo một thư viện này là ok, nếu dùng một số công cụ như C++ hay C-Dev ấy, đúng không? Nhưng ở đây chúng ta đang muốn này để sau này chúng ta còn lập trình desktop nữa, lập trình video form, nên mọi người chú ý như vậy, có hiểu không nhỉ? Đấy, sau khi mà import hai cái thư viện này rồi thì chúng ta sẽ viết code. Viết code thì bây giờ trở lại cái bài toán của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ nhập thông tin tuổi nhân viên từ bàn phím. Vậy thì đầu tiên tôi sẽ khai báo biến. Các bạn cứ mặc định cho tôi cái đi, khai báo biến để lưu trữ tuổi nhân viên. Đấy, thì cái kiểu ở đây này, cái kiểu in này là kiểu số nguyên. Ngay từ hồi lớp 6 các bạn học kiểu số nguyên là gì, đúng không? Kiểu số thực là gì, hay là kiểu số tức là số tự nhiên là gì, đúng không? Thì đây là kiểu số nguyên. Số nguyên chính là tập Z đấy, đồng ý chưa? Nó sẽ bao gồm cái việc là số âm và số không âm, nhưng mà nó sẽ là nguyên. Đấy, thì tôi sẽ dùng cái biến gọi là tuổi. Đây là tên đặt theo đúng quy tắc nhé, đúng không? Tên biến là một chuỗi ký tự liên tiếp, không có tiếng Việt có dấu, không có khoảng cách, không có ký tự đặc biệt, đúng không? Tên biến không bắt đầu bằng gì? Ký tự số. Tên biến phân biệt hoa thường. Tên biến đặt làm sao mà gì? Ngắn gọn dễ nhớ. Các bạn có thể thích đặt là gạch không sao cả, tuổi nhân viên được không sao, đúng không? Miễn là sao mà mô tả, nhưng mà thường ngắn gọn thì sao lại viết đỡ khổ thôi, đồng ý không? Đấy, thì đấy là cái chú ý. Vậy thì tôi khai báo mặc định, nhớ nhé, dấu bằng này và gán giá trị, thì đây gọi là gì? Gán giá trị mặc định khi khai báo biến. Sau đó khi có cái biến này rồi, chúng ta sẽ thực hiện cái công việc là gì? Thông báo để người dùng nhập thông tin tuổi. Đấy, thì tôi sẽ dùng cái lệnh cao này. Mọi người viết nên nhiều thôi, mới đầu các bạn cần phải viết nhiều, thật sự chăm chỉ vào. Đấy là gì? Chúng ta sẽ ghi là gì? Bạn cần phải nhập tuổi nhân viên là 2 chấm. Sau đó thì dùng lệnh gì? Nhập lấy thông tin tuổi nhân viên từ bàn phím bằng cách thì cú pháp xin. Nhớ nhá, mới đầu mọi người sẽ bị hay, nhiều bạn hay bị loạn, nhưng tôi nghĩ không quá khó, cố gắng ghi nhớ một chút. Đây, thì dùng cú pháp này, nó sẽ lấy được thông tin tuổi mà người dùng nhập vào từ bàn phím, đồng ý không? Sau khi nhập rồi, chúng ta sẽ gì? Hiển thị thông tin tuổi ra màn hình. Đó, mọi người nhìn thấy không? Chúng ta sẽ làm như vậy, và chúng ta sẽ có lệnh cao này. Đó, là gì? Tuổi của nhân viên là Đấy, một cái ví dụ rất đơn giản như vậy thôi. Và đương nhiên với lệnh cao tôi cũng để tôi có thể làm nhiều dòng, đấy là gì, tuổi, và tôi có thể xuống dòng, hiểu không? Thì đây là một cái ví dụ đơn giản về cái việc mà chúng ta lấy thông tin từ bàn phím, ta in thông tin ra màn hình nhé, đồng ý không? Thì tôi chạy nhé, nhìn này, Ctrl F5, chạy trực tiếp, nhấn Ctrl F5. Nhưng mà nó đang còn một cái hay ho ở phía trước cơ, nếu các bạn nào đọc thì nó có một khái niệm debug. Nhìn nhé, tôi nhập 32, ok không? Tuổi của nhân viên là 32. Đấy, nếu mà nhảy là ok, nó đã lấy được thông tin từ bàn phím rồi đấy, đồng ý không? Người làm cho tôi ví dụ đi, sau đó thì tôi sẽ giới thiệu về khái niệm về debug. Chúng ta vừa học, một số buổi đầu chúng ta vừa học, chúng ta phải làm quen với một số khái niệm hay dùng. Sau này khi người ta nói đến sao bạn đi lập trình tester nó nói là hoặc là nói debug thì cũng hiểu debug là cái gì, chính là bản chất là gì, chúng ta mình xem từng cái dòng code chúng ta xử lý đúng hay không, đồng ý không? Khi bị lỗi này thì làm sao mà nó sẽ có ở đây hết, đồng ý không? Ví dụ như tôi cố tình để lỗi nhá, đấy thì nhìn đây nó sẽ báo, ok không? Đấy thì mới đầu là các bạn không có thì các bạn vào đây này, view này, cứ nhìn vào đây đã, vào cái order này, kích cái này nhé để nó hiển thị này. Đấy thì tất cả những cái lỗi liên quan nó sẽ ở đây. Hùng mở ra đôi cái đi để tôi ra xem, chú ý nhá, chú ý nhá. Nhưng ở đây nó có một cái rất hay ho này, đây là cái mà người đừng quên nhé, nó một khái niệm gọi là debug. Đấy thì debug thì tôi vừa nói qua đấy, debug tức là gì, là chạy từng dòng code của chúng ta, xem cái code của chúng ta, cái cách mà chúng ta lập trình đã đúng chưa, đúng không? Nếu bình thường nó sai ở đây thì rất là dễ chịu, nhìn thấy ra ngay. Đấy, build cái thiếu dấu phẩy đúng không, đúng không, sửa ngay. Đấy, nhưng vì có những lúc mà sai về gì, sai về logic, sai về nghiệp vụ, đúng không, tính toán sai, ok không? Thì rõ ràng lúc đấy thì các bạn phải debug để xem cái từng cái dòng lệnh của chúng ta có ok hay không, mọi đồng ý không? Thì để làm việc đó thì đầu tiên ấy, các bạn phải tạo ra một cái điểm gọi là điểm breakpoint, điểm dừng của con chuột ở vị trí mà cần bug, đồng ý không? Thì để làm việc đó các bạn viết vào bug này, chọn đây nhá, chọn đây cho tôi cái vào bug này, kích vào total breakpoint. Đấy, nếu nó hiển thị ra đây là ok, làm đi, tôi đang đi từng bước một. Đồng chí Tuấn Anh không sao mang chuột nhá, hoặc em lấy chuột không, mọi người các bạn nào các bạn lấy hết chuột đi, vì các bạn làm như thế cho tiện, không đến lúc làm trên Windows Form không có chuột thì không ok đâu. Đấy thì đấy là cái mà các bạn tạo ra một cái điểm breakpoint cho tôi cả. Cứ nhìn thấy cái màu đỏ này là ok. Tạo được chưa? Vào debug này. Đấy. Hoặc là F9 được. Muốn làm nhanh thì ấn F9. Kích con chuột vào đây, dừng con chuột đấy, ấn F9 là ok. Sau khi tạo ra điểm breakpoint rồi, bây giờ muốn chạy ở chế độ debug thì nhấn F5 nhé. Chạy trực tiếp thì Ctrl F5, chạy debug tức là bug code thì ấn F5. Nhìn nhá, yes này, các bạn nhìn này, đấy, nó, nhìn thấy chưa? Nó dừng con chuột này để cho các bạn bớt, để chạy từng dòng đấy, đồng ý không? Và muốn chạy từng dòng này, nhấn F10. Tuổi đang bằng 0 đúng không? Ví vào đây để xem. Không, đây là cái mọi người để ý, là cái này các bạn cần phải làm thành thạo. Và nhớ nhá, một số buổi thì tôi đồng ý, nhưng mà sau này tôi buổi nào mọi người để ý là tôi hướng dẫn cái gì tôi luôn để bớt cho mọi người xem. Vậy chẳng lý do gì không, khi có lỗi mà các bạn không debug mà các bạn hỏi tôi thấy sao nó không được, sao nó không kia, phải debug đi chứ, bug thì mới hiểu code nhá. Đó, vậy thì chúng ta này F10 đó, thì dừng ở đây nó sẽ nhập đúng không, nhập 32, ấn enter. Thì sau khi cái phép gán này nhìn thấy chưa, cái tuổi của nó sẽ là 32. Nếu mà sai thì kiểm tra, cứ chạy từng dòng thì các bạn sẽ biết sai ở đâu, và cuối cùng nó sẽ in thông tin ra. Đấy. Nhưng mà vì debug thì cái màn hình đen trắng đấy nó sẽ tự động mất đi. Vậy thì muốn dừng lại các bạn nên dùng này, dừng màn hình để xem thông tin. trong trường hợp debug. Đấy, thì các bạn nên dùng như đây nha, system. Đấy, các bạn nên dùng một cái lệnh là pow, dừng lại, được không? Nhìn nhá. Hoặc các bạn có thể dùng cái ghép ch nếu mà dùng c cộng cộng thuần túy. Đấy, nghe nó dừng lại cho các bạn xem, nó không mất đi đúng không? Nếu không có lệnh đấy thì mất đi nhá, nó sẽ tự động nó tắt. Thì đấy là cái mà chú ý. Và dừng lại đến khi nào mà các bạn ấn một cái, đúng không? Nhấn phím. Thì đấy là cái chú ý. Người debug cho tôi cái đi, các bạn xem lại có xem được thông tin không. Và một số cái hàm ở đây các bạn nhìn thấy là như hàm get ch thì tôi vừa nói để tức là dừng lại, return để tức là kết thúc hàm, kết thúc thực hiện hàm. Cái hàm tức là clrscr tức là bản chất là cái hàm này trong thằng C thuần túy nó chính là hàm C cộng, nó chính là hàm xóa màn hình. Bên cạnh đó thì các bạn có thể với cái thằng tức là trong cái thằng C cộng này chúng ta vừa nói với nhau là gì? Nó là gì? Nó là cái version mới của thằng C đúng không? Do vậy là các bạn hoàn toàn có thể dùng cú pháp của thằng C nó vẫn ok. Những cái hàm foreign này tức là cái hàm mà chúng ta có thể in một thông tin ra theo một cái định dạng nào đó, đúng không? Foreign f hay scanf nó tương ứng với những thằng C này, đồng ý chưa? Đấy, thì đấy là cú pháp thuần túy của thằng C. Nếu các bạn muốn dùng thì vẫn ok. Ví dụ nhỉ, tôi có thể in một cái thông tin như sau, foreign f số tự số thực là, sau đó thì tôi sẽ dùng cái cú pháp là 0.2 tức là %f. Thì nếu ghi nhỉ tức là gì? Lấy hai số sau dấu gì? Sau dấu phẩy. Đây là ghi nhé là %02f chứ không phải là 0%. Đấy. Sau đó cái tham số của nó vào là như tôi ghi là 3.68956 chẳng hạn. Đấy. Thì nó chỉ lấy hai số thôi, em nhìn nhé. Thì đấy là cái của printf. Đấy, nhìn chưa? Số thực là nó sẽ lấy hai số này, đúng chưa? Còn nếu các bạn để đây là 0.1 thì nó sẽ lấy. Thì đây là cái quy tắc của nó thôi, ký hiệu của nó yêu cầu phải như vậy. Giống như các bạn học bài hàng là thức đấy, thì cái đấy các bạn phải nhớ để các bạn vận dụng nó. Nhìn chưa? Đấy, thì 3.7 cái này tôi bỏ xuống dưới thì nó sẽ đi ra luôn. Đấy. Tương tự như vậy chúng ta có thể dùng cái scanf chúng ta nhập thông tin, đúng không? Giả sử như tôi hoàn toàn có thể nhập thông tin cho cái tuổi này nhé, nhìn nhé, scanf này. Đúng không? Thì tôi đúng theo cái quy tắc này thôi, đúng không? Em nhìn thấy chưa? Và rõ ràng cái số của tôi là %d tức là mình làm với số nguyên nhé. Đấy, và đấy, thì ở đây tôi sẽ nhập được tuổi mới. Sao tôi thử xem này có đúng không, là tuổi mới không nhé. Tôi đã in ra đúng không mọi người? Đúng không? Đấy, và ở đây tôi sẽ có một cái lệnh cao là tiếp tục nhập tuổi nhân viên là. Đấy, Ctrl F5 để chạy luôn, nhìn nhá. Tôi nhập mới đầu là 25. Đấy, đúng không? Sau tiếp tục nhập, tôi nhập là 35. Nhìn chưa? Đấy. Thì đó là cái hàm scanf của tôi ok rồi đúng không mọi người? Đấy. Bên cạnh đó ở đây thì nó có một cái ký hiệu là sẹp N để có thể xuống dòng. Vì bạn nhìn thấy là vừa chúng ta không xuống dòng nhìn nó xấu. 24 này. Đấy, nhìn chưa? 38. Đấy. Thì đấy là cái sẹp N này nó tương ứng với cái ký hiệu này, là ký hiệu xuống dòng thôi. Đồng ý chưa? Thì mời thử viết cho tôi cái đoạn này. Thì đấy là cái mà cú pháp có thể dùng thằng C, cả hoàn toàn có thể dùng được trong thằng C cộng. Đây là cái định dạng cần in ra. Tức là nếu ghi 0 này tức là lấy một số hay lấy hai số sau dấu phẩy, đúng không? Đấy, thì đây là cái số đầu vào. Đấy, thì nó sẽ nếu lấy một số thì nó tự động làm tròn lên là 3.7 chứ không phải 3.689 như các bạn nhìn. Và đây là cái cú pháp để có thể gì sử dụng cái ký hiệu của thằng C để chúng ta nhập thông tin từ bàn phím. Thế giới thiệu thôi, thường quá trình sau này làm chúng ta sẽ làm với hai cái tập này nhiều. Nhưng các bạn cũng biết là thằng C cộng thằng C nó có cái gì, thì thằng C cộng nó tương ứng, đồng ý không? Hoàn toàn chúng ta có thể làm được như vậy. Sao đến muộn thế em? Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể dùng các cú pháp của cái thằng printf và thằng scanf nhé. Vậy thì sang cái tiếp theo chúng ta sẽ có một cái khái niệm gọi là data type. Thì giống như tôi vừa giới thiệu đấy, thì cái data type chính là cái mà chúng ta sẽ có những cái kiểu số liệu khác nhau, đúng không? Và vừa rồi chúng ta đã làm việc là gì? Chúng ta biết cách khai báo biến. Đấy, vậy thì cái cách khai báo biến là gì? Là kiểu số liệu này. Đấy, sau đó tên biến này và giá trị mặc định nếu có, đồng ý không? Thì cái việc khai báo biến chính là cái việc để chỉ ra cho máy tính cần cấp phát một vùng nhớ để lưu trữ thông tin. Đấy, ví dụ như chúng ta vừa làm việc là chúng ta khai báo một cái biến kiểu số nguyên là tuổi, có giá trị mặc định là 0. Sau đó tôi sẽ gắn giá trị mới thông qua cú pháp nhỉ, đúng không? Đấy, và chúng ta làm ví dụ nhập thông tin từ bàn phím. Vậy thì nhập thông tin từ bàn phím chúng ta dùng lệnh xin, đúng không? Và tức là in thông tin ra chúng ta dùng lệnh cao. Đấy, thì đấy là cái chúng ta làm được. Vậy thì bây giờ vấn đề đặt ra là gì? Cái kiểu dữ liệu trong thằng C cộng này nó như thế nào? Thì anh nhìn thấy nhé, trong thằng C cộng này bản chất là gì? Các kiểu dữ liệu nó khác nhau về kích thước cấp phát vùng nhớ, đồng ý không mọi người? Để lưu trữ thông tin. Ví dụ nhỉ, đây là một vùng nhớ. Đấy, thì giả sử như kiểu in nó nhẹ chẳng hạn, nhưng kiểu long nó nhẹ chẳng hạn. Đấy, thì kích thước thì nó tốn dung lượng nhiều ít thôi, đồng ý không? Chúng ta vừa nói với nhau là gì? Là đơn vị trong máy tính. Đấy, đơn vị trong máy tính là gì? Nhỏ nhất là bit, 1 byte 8 bit, kilobyte là nhỉ, đúng không? Và 1 gigabyte nhỉ. Thì bản chất là gì? Cái kiểu dữ liệu chính là cái chỉ cho chúng ta là gì? Khác nhau ở cái việc kích thước cấp nhớ để lưu trữ thông tin. Thì trong thằng siêu cộng nó có những cái kiểu dữ liệu nhỉ, như nó có kiểu boolean, đúng không? Kiểu boolean thì tức là trả về cái giá trị luận lý hay là trả về true false, đúng hoặc sai, đúng không? Tức là nếu sau này tôi giàu thì bây giờ có xảy ra trường hợp hoặc là tôi sẽ giàu, đúng không? Hay là tôi không giàu, đúng không mọi người? Đúng không? Đấy, thì chắc chắn là nó sẽ trả về true false. Đây là cái kiểu mà các bạn sau này so sánh ấy, tí nữa thôi chúng ta kiểm tra if else đấy thì luôn luôn dùng cái này nhé, đồng ý không? Và cái kiểu này nó dùng một byte để cấp phát để lưu trữ thông tin, đồng ý không? Kiểu tra tức là làm việc với dạng, tức là dạng ký tự như A, B, C. Đấy, unsigned tra này tức là gì? Nó là gì? Kiểu ký tự nhưng mà không có số âm. Đấy, thì đây là miền giá trị nhé. Chỉ trong lần này các bạn sẽ chú ý cho tôi là gì? Cái kiểu giá trị là cái kích thước các phát vùng nhớ, nó sẽ là có một cái tập chứa giá trị. Các bạn hiểu đơn giản nhé, tức là mỗi thằng kiểu dữ liệu nó có một cái vùng, một cái phạm vi của nó, đúng chưa? Ví dụ như với kiểu tra này, nó sẽ cho các bạn lưu trữ một cái tập giá trị từ âm 127 đến 127 hoặc là từ 0 đến 255. Thì bạn sẽ hỏi tôi là gì? Bây giờ nếu mà dùng một số 256 thì dùng kiểu tra được không? Thì sao báo lỗi, đúng không? Đúng mọi người? Đơn giản nhỉ. Tức là các bạn giả sử như một cốc nước đang đầy như này rồi, đúng không? Các bạn ra rót thêm thì đương nhiên nó tràn, nó không gọi là gì, trong cái kiểu tiện gọi là tràn, không đủ chứa, đồng ý chưa? Đấy, thì đấy là cái chú ý. Kiểu in tức là làm việc với kiểu số nguyên. Số nguyên là số mà các bạn từ học từ lớp 6 rồi, đúng không? Số nguyên thì là tập Z đấy. Unsigned tức là unsigned thêm cái từ này này, số nguyên không dấu tức là nó sẽ không có số âm, đồng ý không? Hoặc là short in thì các bạn nhìn thấy nó cứ tương ứng với cái miền giá trị này. Đấy, thì đấy là cái các bạn chú ý. Hoặc chúng ta có kiểu long là tức là cái là nó dùng 4 byte. Đương nhiên là phải gì? Nhiều hơn, tốn ô nhớ hơn gì, hơn kiểu in, đúng không? Hơn kiểu byte, kiểu tra, đúng không? Đấy, nhưng mà vấn đề là có những lúc mà chúng ta cần phải lưu trữ một số rất lớn, đúng không? Thì lúc đấy khi mà lớn thì chúng ta nên dùng kiểu dữ liệu tương ứng. Có hiểu em nhỉ? Giả sử các bạn không thể mang một cái con cái lồng mà các bạn nhốt vừa con thỏ, các bạn mang con voi làm tốt, đúng không? Như thế nó sẽ phá luôn cái lồng của các bạn. Đấy là lý do tại sao các bạn phải dùng cái kiểu dữ liệu tương ứng. Kiểu float thì chúng ta có thể làm việc với dạng, tức là dạng số thập phân, đúng không? Double. Đấy, thì đấy là cái mọi người để ý. Thì cái cách khai báo chúng ta vừa nói rồi, đúng không? Như là chúng ta có thể khai báo một cái kiểu như là n này, đấy, hoặc là result này, đúng không? result 3.68 ví dụ như vậy, thì đấy là cái mà chúng ta khai báo biến và dùng cái kiểu dữ liệu tương ứng. Vậy tóm lại trong kiểu dữ liệu các bạn chú ý tôi là gì? Kiểu dữ liệu chính là cái mà gì để chúng ta khác nhau ở việc kích thước cấp phát vùng nhớ để lưu trữ thông tin. Tùy theo mục đích của chúng ta mà chúng ta dùng kiểu nào. Chúng ta có thể dùng kiểu số, số thì có thể số nguyên, đúng không? Số tập phân, đấy. Hoặc chúng ta có thể dùng kiểu chuỗi, hay chúng ta có thể dùng kiểu ký tự, đấy, vân vân. Chuỗi thì tức là nó gồm một tập ký tự liên tiếp, ví dụ nhỉ, thì đây gọi là một chuỗi, đồng ý không? Nhưng ký tự thì chúng ta chỉ từng một ký tự riêng biệt thôi. Đấy là cái mà phải chú ý về phần này. Và trong cái thằng C ông cộng đấy, để chúng ta sau này các bạn có thể có trường hợp các bạn quên, đúng không? Quên không nhớ là cái kích thước của nó bao nhiêu, kích thước cấp phát vùng nhớ bao nhiêu, thì các bạn sẽ dùng một cái hàm gọi là size này để chúng ta lấy được cái kích thước của kiểu dữ liệu tương ứng nhé, nhớ nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta ví dụ như sau. Vậy thì mấy cái phần này tôi tạm thời tôi đóng lại comment nhé. Thì comment trong thằng C ông cộng thì chúng ta sẽ dùng dấu xẹp sao này. Đấy, và sao xẹp, đúng không? Thì chúng ta sẽ đi hiển thị các kích thước của kiểu dữ liệu. Thì chúng ta rút cao này. Kích thước của kiểu tra cái bô lần đi là đúng không? Sau đó các bạn dùng size, đúng không? Size up và boom, đúng không? Đây. Đấy, và các bạn sẽ có một cái thông tin là byte và xuống dòng, ký hiệu xuống dòng. Tương tự như vậy thì chúng ta có kiểu là như kiểu tra, kiểu in, kiểu float, đúng không? Kiểu tra này. Đấy, các bạn sẽ thay thành tra, kiểu in, in. Đấy, kiểu double. Đấy. Đó. Thì các bạn nhìn thấy tôi chạy nhé, Ctrl F5 để chạy trực tiếp. Ok không? Đấy. Kích thước của kiểu bol là 1 byte, đúng không? 2 byte. Thì khi mà tức là muốn là gì? Có một cái là các bạn nếu mà nhớ một con số này rõ ràng là không thể, đúng không? Thì có một cái mẹo để các bạn nhớ này. Có cái mẹo đấy. Thế là gì? Kiểu dữ liệu khi ra gì số 3 cần máy tính cấp phát để lưu trữ, đúng không? Đúng không? Cả suy ra số bit, đúng mọi người. Ví dụ như kiểu số nguyên in. Đấy. Thì kiểu in thì bằng gì? Bằng 4 byte nhỉ, đúng không? 4 byte thì tương ứng với là 32 bit, đúng không? Đấy, thì từ suy ra miền giá trị bằng như sau, các bạn chỉ cần 2 mũ 32, đồng ý không? Nếu mà muốn ra cận âm đấy, thì chỉ cần làm nhỉ, trừ 2 mũ 32 trừ 1 chia cho 2, chia cho 2 trừ 1. Đấy, và đến cái các bạn cứ tính nó sẽ khoảng như vậy, thì đến cái khoảng mà tức là về cơ bản nó sẽ ra như vậy, thì nó dễ nhớ hơn rất nhiều, đúng không? Đấy, hoặc là tức là đơn giản nhé, từ 1 byte các bạn bằng này 8 bit, đúng không? Cái này sẽ ra, các bạn sẽ nghĩ tính ra ngay này miền giá trị. Tôi sẽ tính cho một người luôn để các bạn, tôi đang bày mẹo các bạn nhớ. 2 mũ 8 nhé, nhìn nhé, có phải 4 nhân 14 nhân 14 nhân 14, đúng không? Bằng 16 nhân 14 nhân 14 bằng bao nhiêu? 64, đúng không? 64 nhân 14 bằng bao nhiêu? 256, đúng không? Đúng không? Đấy, vậy thì ở đây miền giá trị của nó có phải là từ nó trừ 1 thì là từ 0 đến 255, đúng không? 0 đến 255 bằng 255. hay là 256 mà 256 nhé, 256 các bạn chia đôi là 128 đúng không? 128 thì các trừ 1 thì các bạn trừ 127. Biến đi 127. Ok không? Mọi đồng ý không? Đấy, thì đấy là cái mà cái việc mà tôi trình bày cho mọi người cái hiểu cái việc là cái đơn vị nhỏ nhất này chính là cái phục vụ việc để bày cho các bạn một cái mẹo để dễ nhớ. Chứ còn như tôi cũng chả bao giờ tôi nhớ được những cái số nhỉ. Nhớ làm gì cho đau đầu ra đúng không? Mọi đồng ý không? Khi cần thì chúng ta sẽ tính ra được ngược lại. Đấy, thì đấy là cái mà chú ý như vậy. Thì các bạn viết cái này cho tôi cái đi. Hiển thị cái kích thước của các kiểu triệu tương ứng. Nếu tôi cố tình demo tôi làm sai C này, tôi bằng 256 nó sẽ báo lỗi này. Tôi debug nhé, ấn F9. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, nó không gán được đúng không? Nó không gán được cái giá trị. Nhưng ở đây nếu mà tôi sửa thành 255 thì ok, giá trị nó sẽ là 255. Nhìn nhé. Nhìn thấy chưa? Đấy. Nó đang bị chết. Sao nhỉ? Từ nhá. Bây giờ tôi sẽ là 250. Đấy. Nó tương ứng với cái ký tự ú. Nhưng mà nếu tôi dùng bây giờ tôi sẽ dùng là unsize. Unsize tức là ở đây em nhìn thấy là nó không, nó sẽ chỉ là tối đa là đến 127 thôi đúng không? Như này thì nó sẽ fail này. Đúng không? Nhìn nó sẽ bị fail, không chứa. Tiếp tục nha, bây giờ chúng ta sẽ có một cái ví dụ thứ hai. Chúng ta sẽ có cái ví dụ 2, thế là gì? Khai báo hai số nguyên A và B nhập vào từ bàn phím, sau đó tính tổng hai số. Có hiểu cái yêu cầu không? Đấy, vậy thì ở đây tôi sẽ khai báo như sau. Mình nhìn nhé, khai báo hai số nguyên không số. Đấy. Thì nếu mà hai số nguyên không dấu ở đây thì các bạn sẽ phải dùng cái gì? Dùng cái từ khóa này, ăn này, sai, đúng không? In thì các bạn số A bằng 0. Nếu mà các bạn phải khai báo từng dòng nha. Đấy, khai báo từng dòng như kiểu nha, đồng ý không? Vẫn ok. Hoặc các bạn có thể khai báo lên trên cùng một dòng nha. Đấy, số B bằng 0, kết quả. Hoặc là các bạn ghi là tổng bằng 0, đồng ý chưa? Đấy, thì đấy là nhớ là nếu khai báo trên cùng một dòng thì cách nhau một dấu phẩy nhé, đồng ý không? Sau đó thì tôi sẽ gì? Hiển thị thông tin để người dùng nhập vào. Đấy, tôi phải cao đây, nhập số A bằng, đúng không? Xin số A. Đấy, cao nhập số B bằng xin số B. Đấy. Sau khi có A và B rồi thì thực hiện phép toán. Thì trong thằng lập trình siêu cộng đúng không? Tí chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cái toán tử. Nhưng để thực hiện cộng nó cũng giống như các bạn được học. Đấy là gì? Tôi hoàn toàn có thể dùng cái phép toán này. Kết quả là tổng bằng gì? Số A cộng với số B. Đây là ký hiệu mọi người sẽ nhìn thấy ngay, các bạn biết là gì? À, nó sẽ hiểu là đây là cộng A và B đúng không? Đúng mọi người. Trước các bạn đi học cô giáo là à 1 cộng 1 bằng mấy? À 1 cộng 1 bằng 2. Vậy thì trong thằng lập trình, đúng không? Ngôn ngữ lập trình là do con người tạo ra. Vậy thì nó phải mô tả hoạt động của các bạn đúng không? Thì đây là cái hoạt động mà này. Khi các bạn viết nhỉ, máy tính nó sẽ hiểu được là gì? Bạn có nhu cầu cộng hai số A và B. Sau khi cộng rồi gán cho cái biến tổng này, đồng ý không? Đấy, và sau khi thực hiện thì chúng ta nên hiển thị kết quả. tổng của hai số gì, số A đấy, và số B là đấy, rất là đẹp như vậy. Tổng Ctrl Space để gợi nhớ nhé, Ctrl Space nhìn này, T đó, đồng ý không? Đấy, các bạn có thể gợi nhớ đấy để tránh việc viết sai. Chạy nhé, Ctrl F5, các bạn cứ nhìn đến để tôi để chạy đã. Tôi nhập là 4 đúng không? Tôi nhập là 5, tổng tôi là 9, ok chưa? Đấy, bây giờ tôi debug nhé, debug này, kích F9 vào đây, chạy màn hình debug, ấn F5. Debug chính là cái để chúng ta xem, chúng ta hiểu bản chất code, xem chúng ta thực hiện đúng hay không. Chạy từng dòng đến F10. Đây, số A đang bằng 0, số B đang bằng 0, tổng đang bằng 0 đúng không? Nhập vào số A đây. Đấy, tôi nhập là gì? 4 enter. Lúc này số A của tôi bằng 4 chưa? Đồng ý không? Tương tự đưa thông báo và nhập vào số B. Nhớ là cứ chạy từng dòng đến F10 nhé. Đấy. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ chạy đây. Số A có rồi, số B có rồi đúng không? Số A bằng 4, số B bằng 5. Thực hiện phép toán này. Đúng không? Lập trình đấy. Lập trình tính tổng hai số đấy. Đồng ý không? Đấy, và tổng là 9 và cuối cùng là hiển thị kết quả. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái việc là chúng ta debug. Chúng ta sẽ biết được ngay là gì, chúng ta lập trình có đúng hay không. Sai ở đâu thì sửa. Đồng ý không? Ví dụ như tôi cố tình làm sai nhé. Đây có ông quên không sửa nha, sau nó bảo thầy ơi sao em trả ra nhỉ, nhìn nhá, đấy tôi đang cố tình làm cái sai đây, đây nhập nhá 4 này, ơ thầy ơi sao lại bằng 5 nhỉ, sao lại không ra bằng 9, copy paste mà, đồng ý không? Vậy thì nếu các bạn không nhìn ra đấy, thì nếu các bạn debug nhìn nhá, tôi đang giải thích đi để thích lại cái việc là ý nghĩa của debug này, 5 này. Đấy. Không, ở đây nó lại bỏ qua rồi. Tôi sẽ cần phải dừng con chuột ở đây nữa, F5 này. Tôi nhập 4 nhé. Đấy, và tôi nhập 5. Đấy. Thì nhìn này, số A bằng 0, số B bằng số A bằng 5, số B bằng 0. Vậy thì chắc chắn sai ở trên rồi. Nhìn thấy không? Mọi người đồng ý không nhỉ? Vì chúng ta nhìn đây, chúng ta nhập số A bằng gán bằng 4 thì phải số A bằng 5 thì nó phải là 5 rồi, đúng rồi. À không, cái này của tôi mới đầu là nhìn nhá, nhìn ở trên giao diện này, số A phải bằng 4 đúng không? Đúng không, mọi người? Ừ. Nhưng mà nó lại bằng 5 nhỉ, thì rõ ràng thì nó đang gắn nhầm, nhìn chưa? Ừ. Đấy, thì mình nhìn lên mình biết ngay là sai hay không, sai mình sửa, đồng ý chứ nhỉ? Đấy, thì đấy là cái chú ý của việc debug. Còn nếu các bạn tự tin là không có lỗi thì đương nhiên là nó sẽ ra đúng 4 này. Đấy, thì như này là nó ok. Thì đấy là cái ý nghĩa. Có hiểu ý nghĩa của việc debug không? Đấy, thì chú ý nhé. Các bạn ghi đi. Các bạn viết cho tôi một cái chương trình này. Sai tiếp theo là chúng ta sẽ nghiên cứu cái phần toán tử trong thằng siêu cộng. Thì cái vừa rồi các bạn làm đấy là thí điểm là toán tử định, toán tử cộng. Đồng ý không? Thì trong này nó có rất nhiều toán tử. Các bạn nhìn thấy như là gì? Những cái toán tử mà chúng ta hay gặp đấy là toán tử cộng này, toán tử trừ, toán tử nhân, toán tử chia, chia lấy dư. Ở trong này nó có hai cái toán tử đặc biệt đấy, toán tử cộng cộng phải tăng lên một đơn vị. Giả sử như đang là 5 thì tăng lên làm 6, đang là 5 giảm đi thì là gì? Còn 4, ví dụ như vậy. Thì đây các bạn nhìn thấy là có cái cộng bằng này thì nó khác gì? Thì chúng ta ví dụ nhá, chúng ta có phần toán tử trong C cộng cộng. Vậy thì tôi sẽ khai báo biến như sau. Khai báo biến thì x bằng gì? Bằng 10, y bằng 5. Đó. Thì tôi toán tử cộng có cộng bằng y thì tương ứng với x bằng x cộng với y là bằng 10 cộng với 5 và bằng 15. X trừ bằng y thì tương ứng với x bằng x trừ đi y. Đấy, và bằng 10 trừ đi 5 mà bằng 5. X nhân với bằng y thì tương ứng với x bằng x nhân với y và bằng 10 nhân với gì? 5 và bằng 50. X chia bằng y thì tương ứng với x bằng x thì chia cho y đấy, và bằng 10 chia cho 5 và bằng 2, đúng không? X chia lấy dư phần trăm bằng y thì tương ứng với x bằng x phần trăm y đấy, và bằng thì 10 phần trăm 5 bằng 2, đúng không? Tại sao bằng không? Ok, lấy dư đúng không nhỉ? Thì đến đây thì mọi người sẽ hỏi tôi là gì? À vậy thì dùng cái này có gì hay hơn này, nó tiết kiệm cho mọi người cái viết code thôi. Các bạn không thích, các bạn viết tường minh nhỉ? Đây là viết tắt, còn đây là viết tường minh, đồng ý không? Đấy, ok không nhỉ? Không sướng cái cách này thì dùng cách này, chả sao cả, đồng ý không? Thì những toán tử này chắc mọi người không có gì xa lạ, đúng không? Đấy, cộng này, trừ này, nhân, chia, chia đến dư. Sau đó nhỉ, là x cộng cộng. Đấy, thì lúc này cái x của tôi sẽ bằng 11, đúng không? Y trừ trừ. Đấy, thì lúc này cái y của tôi sẽ bằng gì? Bằng 4. Bởi vì chưa? Đấy, thì đấy là cái mà những cái nghề người ta gọi là toán tử. Bên cạnh đó chúng ta có phần thứ hai, đấy là toán tử so sánh. Đây là cái mà tí nữa chúng ta phải sử dụng, đúng không? À bây giờ so sánh là ông Tuấn ai xem đẹp trai hơn là ông Tùng. Đấy. Thì có hai trường hợp xảy ra, đúng không? Tôi đang muốn là ông Tuấn sẽ đẹp trai hơn thì tôi sẽ kiểm tra là Tuấn đẹp trai hơn Tùng. Đấy, thì nếu bằng chu thì Tuấn đẹp trai hơn. Còn ngược lại là gì? Là có thể gì? Tuấn không đẹp trai hơn Tùng, đúng không? Không đẹp trai thì có thể là xấu trai hơn hoặc là đẹp trai giống nhau. Đồng ý không? Mọi người hiểu ý không nhỉ? Hoặc là các bạn thì dẫn bạn gái đi chơi đấy. Em ơi, hôm nay trời lạnh, nếu mà trời mưa thì mình ở nhà nhá, đúng không? Còn nếu mà trời tức là không mưa thì mình đi ra Hồ Hoàn Kiếm, đúng không? Mình ngắm cảnh, mình ngồi mình chuyện trò, đúng không? Ok không nhỉ? Hoặc là các bạn sẽ gì? À nếu mà sau này tôi giàu, đấy, tôi giàu thì tôi có thể, em yên tâm đi, nếu anh giàu sau này anh sẽ mua cho em biệt thự mới là đi xe hơi cơ, đúng không? Đấy là nếu các bạn giàu, đồng ý không? Đấy thì ở đây thì những cái toán tử này thì nó phục vụ để làm việc đó, đúng chưa? À, toán tử so sánh bằng dùng ký hiệu nhỉ. Đấy, nếu mà trời hôm nay không mưa, đấy, thì dùng này, không mưa thì tôi sẽ dẫn bạn gái đi chơi, đồng ý không? Hoặc là trong trường hợp này là gì? À tôi xét nhé, video 1 bằng 100. Đấy, thì nếu mà bằng 100 thì trả về chu. Nếu kết quả trả về chu này thì suy ra ngay là gì? Video 1 chắc chắn là bằng 100, đúng không? Vương linh 1 bằng 50, rõ ràng ở trên xác định là gì? Vương linh 1 bằng 100 rồi thì đương nhiên cái dưới ở vực luôn luôn trả về chu phô thôi, đồng ý không? Đấy thì đấy là cái ý nghĩa của cái, chính là bản chất là cái trả về cái kiểu boolean đấy, đồng ý không? Không bằng thì dùng giấy dấu là chấm than và bằng như vậy nhé, lớn hơn đấy, lớn hơn là bằng, nhỏ hơn là bằng. Lại xét cái biểu thức này, vương linh 1 khác 100 bằng phô, đúng không? Tại vì ở trên tôi đã xác định là vương linh 1 bằng 100 rồi. Vương lưu 2 khác 90 bằng chu. Ok, vậy suy ra ngay vương lưu 2 sẽ là một số nào đó khác 90, đồng ý không? À, vương lưu 1 lớn hơn vương lưu 2 bằng chu. Rồi suy ra vương lưu 2 sẽ là một số nào đó nhỏ hơn 100, đúng không? Và khác 90, đồng ý chưa? Tiếp tục này thì vương lưu 2 lớn hơn bằng 50 bằng chu. Ok, suy ra ngay vương lưu 2 sẽ là một số nào đó lớn hơn bằng 50, khác 90 và nhỏ hơn 100. Bằng 60 được không? Bằng 50 được không? Được, đúng không? Tại vì nó thỏa mãn. Đấy, thì những cái mà ký hiệu này để giúp các bạn có thể so sánh thông tin, đồng ý chưa? Và kết quả so sánh luôn luôn trả về true false. Ra đường đưa bạn gái đi chơi, nhìn thấy hot girl và so sánh ngay là xem là bạn đấy có xinh hơn bạn gái mình không. Nhớ là so sánh nhưng là đừng nói với bạn gái nhé, đồng ý không? Đấy thì đấy là cái mà chú ý. Thì kết quả các bạn nhận được là gì? Có thể là người yêu mình xinh hơn, rất là tự hào, lúc đấy về phấn khởi lắm. Hoặc có thể là xấu hơn, đúng không? Xấu hơn thì cũng đừng mặt mày bí xị, người yêu lại giận, đúng không? Thì nhớ nhé, luôn luôn trả về kết quả là mình true false, đồng ý không? Thì đây là cái mà những cái này người ta gọi là toán tử so sánh. Sang cái tiếp theo chúng ta có cái việc là toán tử logic. Đấy, toán tử logic thì thế là gì? Ở trên là chúng ta từng cái điều kiện thôi, đúng không? Đấy, nhưng mà gì? Ở đây chúng ta sẽ kết hợp. Các bạn sẽ khi mà yêu, các bạn sẽ hứa bạn gái là gì? Em chờ anh ra trường Đấy. Đúng không? Chờ anh ra trường. Đấy, anh có việc làm, anh kiếm được nhiều tiền. 3 điều kiện. Đồng ý không? Thứ nhất là anh sẽ ra trường. Thứ hai là gì? Điều kiện là gì? Anh sẽ đi làm. Và thứ ba là anh sẽ gì? Anh phải kiếm được nhiều tiền. Lúc đấy anh sẽ chắc chắn là gì? Mua nhà Hà Nội và mua ô tô cho em. Đúng không? Thì cái nếu như thế chính là cái em này này, kết hợp nhiều điều kiện. Và trong lập trình C cộng nó dùng toán tử và. Mọi đồng ý không? Đấy thì chú ý nhá. Và trong cái này chúng ta xét này, cả cái biểu thức này đúng khi mà gì? Từng cái biểu thức con đúng. Tôi xem này, x xem có bằng 3 không, y có bằng 7 không, trả về full. Ok, vậy chia ngay. Có thể x không bằng 3, có thể y không bằng 7, hoặc là gì? Cả hai thằng đều không bằng nhau. Mọi đồng ý không? Đấy, đương nhiên lúc đấy là gì? Anh có ra trường rồi, anh có làm việc rồi nhưng anh không kiếm được nhiều tiền thì làm sao anh mua được ô tô cho em? Đồng ý không? Đấy, thì đấy là cái chú ý nhá. Sang cái phần toán tử là toán tử hoặc. Toán tử hoặc thì chúng ta sẽ dùng cái ký hiệu này. Đồng ý không? Ký hiệu dấu hoặc này này. X bằng 3 hoặc y bằng 7. Thì với hoặc này lại khác. Anh hoặc anh ra trường. Em yên tâm đi, bố anh bảo hoặc anh ra trường. Đấy, hoặc là mày có việc làm. Đó, đúng không? Thì ta sẽ cho mày tiền, rất nhiều tiền chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì với trường hợp này là gì? Nó sẽ là hoặc nhé. Chỉ cần một cái điều kiện đúng thôi là ok. Đúng chưa? Hoặc con sẽ ra trường, sau đó thì có bằng giỏi thì mày sẽ xin được việc tốt. Hai làm sao mà yêu được con bộ trưởng ấy. Đúng không? Đấy, thì chắc chắn là sẽ giàu. Đấy, thì cái này như vậy. Người đồng ý không? Hoặc nhé. Vậy trở lại cái biểu thức này, x bằng 3 hoặc y bằng 7. À, kết quả trở về true rồi. Vậy suy ra ngay, không bao giờ có trường hợp là cả hai thằng đều không bằng nhau. Mọi người đồng ý không? Bây giờ ta chốt lại một cái là gì? Có thể là thằng x bằng 3 hoặc là y bằng 7. Đồng ý chưa? Sau đó toán tử not này. Toán tử not thì dùng ký hiệu chấm than này. Ở cuộc sống bình thường của chúng ta, cuộc sống thực của chúng ta đấy, nếu mà có cái toán tử này thì hay lắm. Ông Tùng không có tiền, not một cái là thấy ông Tùng có rất nhiều tiền. Đúng không? Hoặc là không có nhiều tiền thì em nót một cái là gì? Đang có rất nhiều tiền, nót một cái là gì? Không có tiền. Đấy, thì mọi người để ý nhé. Biến đúng thành sai, sai thành đúng. Và nếu ghi nhỉ, đấy, phủ định của x bằng 3 bằng true. Vậy suy ra ngay là gì? X có bằng 3 không nhỉ? X không bằng 3 đúng không? Suy ra ngay y bằng mấy? Y bằng 7 đúng không? Đấy. Thì những cái mà chúng ta vừa phân tích đấy, người ta gọi là toán tử logic em nhé. Mọi người có hiểu cái này không nhỉ? Đấy, thì đây là những cái mà tập ký hiệu mà các bạn cần phải nhớ để quá trình chúng ta làm việc, chúng ta sẽ lấy ra để chúng ta thực hiện so sánh. Đúng chưa? Đấy, thì những cái mà các bạn nhìn thấy trở lại một chút nhé. Những cái mà chúng ta vừa đi qua, đấy là cái chúng ta sẽ tìm hiểu về vào ra dữ liệu, chính là dùng cái sin cao. Đúng không? Chúng ta có hiểu cái việc là toán tử. Cái kiểu dữ liệu chính là khác nhau kích thước các văn vùng nhớ. Cái thứ ba đấy là cái về gì? Toán tử. Vậy tập hợp tất cả những cái vấn đề này để làm gì? Để cái mà chúng ta sang cái phần tiếp theo, đấy là cái phần về nghiên cứu về cấu trúc lập trình. Đồng ý không? Cấu trúc lập trình các bạn hiểu đơn giản cho tôi, giống như các bạn học toán học đấy, thì cấu trúc lập trình các bạn phải nhớ để khi cần các bạn lôi nó ra để thực hiện kiểm tra. Thì cái cấu trúc lập trình đầu tiên là cấu trúc về if else, nếu thì. Đúng không? Nếu đúng thì thực hiện công việc gì? Đây, nếu cái biểu thức điều kiện này đúng thì thực hiện trong công việc này. Ngược lại sẽ thực hiện trong công việc else này, đúng không? Và cú pháp của nó như này. Nếu trời hôm nay không mưa, đúng không? Thì các bạn sẽ dẫn bạn gái đi ra Hồ Gươm, đúng không? Đấy, nhưng mà tôi chỉ có trường hợp đi thôi. Đấy, hoặc là gì? Nhưng mà các bạn sẽ có trường hợp thứ hai là gì? Nếu mà trời mưa chẳng hạn, đúng không? Thì ta ở nhà thôi. Đây là hiện thực hóa nhé. Hiện thực hóa bằng thực tế. Cấu trúc lập trình. Tôi sẽ hiện thực hóa từ cái vấn đề thực tế cho mọi người đây. Ví dụ như là các bạn sẽ có mình, nếu hôm nay trời mưa thì ở nhà còn không sẽ đi chơi hồ Hoàn Kiếm, đúng không? Thì đây là cái mà chúng ta luôn luôn sẽ có cái trường hợp như vậy, đúng không? Mọi đồng ý không? thì if nếu là gì, trời mưa, tức là cái điều kiện trời mưa là đúng, đúng không? Trời mưa đúng thì chắc chắn là các bạn sẽ không muốn đi đâu, đúng không? Mới yêu thì thấy sẵn sàng, nhưng mà yêu một thời gian thì chắc chắn sẽ ngại. Là gì? Ở nhà có thể xem phim, đúng không? Ví dụ như vậy. Đấy, công việc là ở nhà. Còn eo là gì? Đấy, nếu mà không mưa thì đây gì? Đi chơi, Hồ Hoàn Kiếm, đúng không? Đúng chưa? Đấy là một cái hoàn toàn có thể dùng if. Tôi đang dùng hiện thực hóa này. Cái tiếp theo là cái ví dụ tiếp theo. Đấy là gì? Tôi sẽ so sánh. Tí nữa tôi chưa cần so sánh. Nếu tôi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ mua nhà Hà Nội, đúng không? Đúng không? Đấy, thì ở đây nếu nhiều tiền hoặc là kiếm nhiều tiền, kiếm được. Đấy, nếu thỏa mãn này thì sẽ làm gì? Sẽ thực hiện cái việc là gì? Mua nhà Hà Nội. Ok không? Đúng chưa mọi người? Đấy, thì những cái này rõ ràng các bạn nhìn thấy là nó xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của các bạn đây, đúng không? Đấy, ngôn ngữ lập trình nó chính là cái hiện thực hóa từ cái vấn đề thực tế thành cái cú pháp để máy tính có thể hiểu được. Các bạn không bao giờ nói vào để tao nói cho mày thế này có hiểu không? Máy tính không hiểu được, nó chỉ hiểu được khi các bạn viết những câu lệnh này, đồng ý không? Đấy, thì đấy là cái chú ý nhá. Thì đấy là cái chúng ta sẽ dùng cái cú pháp if else, mà rõ ràng chúng ta hoàn toàn có thể gì? Sử dụng nhiều cái biểu thức. Đấy, giống như vừa rồi tôi ví dụ đấy, nếu mà chúng ta tôi ra trường, tôi có được việc làm và tôi kiếm được nhiều tiền thì tôi mới mua được nhà lầu xe hơi chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì đấy là cái cú pháp nhé. Vậy bây giờ trở lại chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau. Chúng ta sẽ thực hiện hiện thực hóa một cái thông tin này đi. Chắc là làm một cái ví dụ đơn giản hơn. Ví dụ 3, nhập thông tin chiều cao của bạn Tuấn và bạn Hùng. Đấy, sau đó kiểm tra xem Tuấn có cao hơn Hùng không. Đấy, đúng chưa? Đưa một cái thông tin như vậy, có hiểu cái vấn đề này không nhỉ? Thì đây là cái mà chúng ta sẽ làm. Vậy thì làm cái này chúng ta hiện thực hóa như sau. Tôi lại comment một số cái này vào. Comment để giúp chúng ta đỡ phải nhập những cái thông tin nó đang không cần thiết này, đúng không? Và khi cần các bạn sẽ bỏ comment anh, đồng ý không mọi người? Nhớ nhé. Đây là một gì? Sẹp sau đây sao? Sao sẹp? Vậy thì tôi sẽ tiếp tục như sau. Khai báo biến. Thì ở đây chiều cao của Tuấn và Hùng, float, đúng không? Số lẻ mà, đúng không? Thì tôi đặt là h Tuấn, hiểu không nhỉ? H Hùng, chiều cao đây. Đấy, sau đó tôi sẽ nhập thông tin, tôi sẽ nhập chiều cao của bạn Tuấn là đó, xin hát Tuấn, đúng không? Sau đó thì các bạn nên nhập chiều cao của bạn Hùng là xin hát Hùng. Đấy, sau khi nhập được hai thông tin chiều cao của Tuấn và Hùng, chúng ta sẽ thực hiện so sánh. Đấy, if cái gì? H Tuấn xem có lớn hơn, đúng không, chiều cao của Hùng không? Đấy, nếu mà lớn hơn thì đưa ra một cái thông báo như sau. Đấy là gì? Chiều cao của Tuấn lớn hoặc là gì? Tuấn ngược lại, tức là nếu mà thì Tuấn không cao hơn, có thể là bằng đúng không? Đấy, thì sẽ ghi ra một cái là gì? Tuấn không cao hơn Hùng. Đúng chưa? À, chạy nhá, Ctrl F5. À, chiều cao này 1m72 chẳng hạn, đúng không? 1m70, tôi cứ ví dụ như vậy. Đấy, chia ngay là gì? Tuấn cao hơn Hùng. Đồng ý không? À, tôi lại chạy một chút. 1m72, 1m75. Đấy, Tuấn không cao hơn Hùng. Vậy thì debug nhé. Chúng ta sẽ debug ở đây một chút. À, F9 ở đây. F9 ở đây, nhìn nhé. À, tôi sẽ nhập chiều cao là 172. Ví dụ như vậy. À, chiều cao là 170. Nhìn nhé. Nhìn thấy chưa? Ok không? À, đúng rồi đúng không? So sánh này. Chu đúng không? Chu thì thực hiện trong công việc này. Biểu thức so sánh bằng chu thì thực hiện công việc ở trong này. Nhớ nhé, trong cái phần body của cái cấu trúc if này. Đúng chưa nhỉ? Đấy. Thì đấy là cái mà chú ý. Thì đấy là cái mà tôi vừa ví dụ về việc là so sánh, dùng if else để so sánh cái thông tin chiều cao của Tuấn và của Hùng. Mọi người làm với tôi cái này đi. Ok rồi đúng không? Mọi người sẽ tiếp tục cho tôi một cái ví dụ thứ tư. Ví dụ 4. Đấy là cái các bạn sẽ giải phương trình bậc nhất AX cộng B bằng C. Đúng không? Bạn nào làm xong rồi cái bài tập so sánh chiều cao của Tuấn và Hùng đấy, thì làm cho tôi cái ví dụ tiếp theo. Đây, tôi sẽ để đây cho mọi người, bạn nào xong rồi có thể làm. Thì với cái ví dụ 4 này thì chúng ta sẽ cần phải nhập cái A, B, C. Đồng ý không? Vậy chúng ta sẽ khai báo biến tương ứng. Tương tự như vậy tôi sẽ tạo từ comment cái này vào. À, này. Đây tôi sẽ comment cái đoạn này. Đồng ý không? Đấy. Ở đây tôi sẽ khai báo biến. Thì rõ ràng là những cái biến này thì tôi sẽ tổng quát, tôi sẽ dùng số thực đúng không? A bằng 0. B bằng 0, C bằng 0. Đấy, và nghiệm x bằng 0. Đúng không? Sau đó thì nhập thông tin. Đấy, thì tôi sẽ làm như sau. Nhập hệ số A bằng sin A đúng không? Cao này. Nhập hệ số B bằng sin B. À, nhập hệ số C bằng đấy C nhập sin C đúng không? Sau khi có A, B, C rồi chúng ta sẽ thực hiện đại phương trình. Thì đại phương trình chính là cái x bằng gì? Bằng gì nhỉ? C trừ B tất cả trên A đúng không? Sau đó các bạn hiển thị kết quả, hiển thị nghiệm đấy cao nghiệm của phương trình là đấy, rất đẹp đẽ như vậy và có x đấy. Nhìn nhá, Ctrl F5. Tôi nhập A là 2, B là 3, C là 5. Nghiệm của nó là 1. Đồng ý không? Đấy, ví dụ như vậy. Thì bình thường như này thì rõ ràng là gì các bạn sẽ làm được. Và tôi thấy một số bạn làm được rồi. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là gì? Nếu trong trường hợp cái thằng A bằng 0 thì nó sẽ lỗi ngay. Đúng không mọi người? Đấy, thì để khống chế cái lỗi đấy thì chúng ta sẽ làm như sau. Sau khi nhập A vào tôi sẽ kiểm tra A phải gì khác không, đúng không? Thì tôi sẽ kiểm tra nếu gì, nếu cái A bằng 0 này đó, nếu A bằng 0 thì tôi sẽ làm như nào? Tôi sẽ thực hiện cái việc đưa ra thông báo là bạn cần phải nhập hệ số A khác không. Đấy. Khác không thì có thể là bằng số âm, số dương đều được đúng không? Đấy. Sau khi đưa ra thông báo rồi thì trong lập trình C cộng đấy nó có một cái từ khóa là go to, bắt nhập lại đấy. Thì bản chất từ go to nữa là nhảy đến cái nhãn nha, thì đây là cái quy tắc nha. Đấy, muốn nhảy đâu thì bạn cứ đặt ở đấy, có hiểu ý không? Nếu mà vi phạm điều kiện a bằng 0 thì bắt nhập lại bằng cách là mình dùng từ khóa go to để nhảy lại cái nhãn này, hiểu ý nhỉ? Đấy, thì nhìn nhé, tôi nhập bằng 0. Đấy, ok không? Tự nhiên bằng 0, cứ 0 thì nó sẽ không cho qua, không bắt qua, đến khi nào nhập a phải khác 0 thì thôi, ok chưa? Đấy, thì tôi nhập là 3, tôi nhập là 6, tôi nhập là 8. Đấy, thì nó ra là gì? Nghiệm của nó là gì? 0.667, ví dụ như vậy. Mọi đồng ý không? Thì đây là cái mà người chú ý tôi nhé. Thì đấy là cái mà tôi vừa ví dụ về cái việc là giải phương trình bậc nhất x cộng b và c. Tóm lại là trong cái cú pháp về cấu trúc lập trình đầu tiên, if else mọi người hiểu là gì? Nó chính là cái mà chúng ta thực hiện để chúng ta kiểm tra, đúng không? Nếu mà đúng một cái gì thì làm được công việc gì, thì đấy là cái chú ý như vậy. Thì hoàn toàn chúng ta bây giờ có một cái ví dụ tiếp, chúng ta sẽ có một cái ví dụ cuối như sau. Là cái gì? Đưa thông tin hỏi người dùng có giàu không, đúng không? Hỏi người dùng có giàu không. Đấy, nếu mà giàu thì có thể lấy vợ vào không. Đấy, còn ngược lại, lấy vợ bình thường, ok không? Ví dụ như vậy. Thì để làm cái việc đó thì chúng ta sẽ làm như sau. Tôi lại comment cái ví dụ 4 mà các bạn nhớ là khi mà cần thì các bạn sẽ mở ra nhé, đồng ý không? Đấy, thì tôi sẽ làm như sau. Các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có cái ví dụ này. Thì để làm việc đó thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải khai báo biến. Khai báo biến ở đây thì chúng ta sẽ dùng, giả sử như tôi sẽ quy định nhá, giàu thì tôi sẽ nhập chữ g chẳng hạn. Đấy, thì tôi sẽ khai báo một biến kiểm tra, đúng không? Tôi đặt là cái là C chẳng hạn, đúng không? Đấy, tôi đặt C. Sau tôi sẽ hỏi người dùng bạn có giàu không, nhấn G là giàu, khác là bình thường. Đấy, thì sau khi người dùng nhập thì tôi sẽ dùng cái lệnh sin này, đúng không, để gán cho cái biến C, được không? Sau khi gán cái biến C rồi tôi sẽ kiểm tra, nếu ông này giàu có, đây, bằng g, nhìn chưa? Đấy, thì tôi sẽ đưa ra một cái thông báo, bởi vì bạn có thể lấy vợ là vợ, đúng không? Đấy, còn ngược lại thì đây là các bạn nhìn thấy là rõ ràng từ một vấn đề thực tế thì chúng ta sẽ hiện thực hóa nha. Bạn sẽ lấy vợ bình thường có rất nhiều hàm ý, đúng không? Đấy, thì đây là cái mà các bạn nhìn thấy là rõ ràng là chúng ta có thể làm được việc này từ cái vấn đề mà những cái câu thuần túy chúng ta nói trong cuộc sống hàng ngày, đúng không? Và chúng ta sẽ biến nó thành lập trình nha. Nhìn nhé, tôi nhập g, đấy, tôi sẽ có thể lấy được vợ hoa hậu, đồng ý không? Nhưng bây giờ vấn đề là gì? Khi mà nhập như này tôi không muốn là cứ tắt đi xong lại bật lại, đúng không? Đấy, thì tôi sẽ sinh ra một cái cờ tiếp theo là t, tôi đặt là trạng thái nhỉ. Đấy, thì sau khi mà đưa ra rồi tôi sẽ có việc là gì? Bạn muốn tiếp tục thực hiện, nhấn phím T nếu bạn muốn tiếp tục thực hiện. Đấy. Ok không? Để tôi không muốn là dừng lại, cứ phải bật đi bật lại đúng không? Sau đó nếu mà người dùng người ta nhập cái, tôi sẽ lấy cái từ cái sin này, đó tôi sẽ kiểm tra nếu cái t này phím 1 đi đúng không? Nếu cái t bằng 1 đấy, thì tôi thực hiện cái việc là go to thực hiện lại đúng không? Đấy, thì thực hiện lại thì ở đây tôi đặt ở trước này thôi, mời đồng ý không? Đấy thì bây giờ tôi chạy nhé, g đấy tôi nhập 1, ok không? Đấy lại g đúng không? Thì là cứ làm đến khi là các bạn không chán, không muốn thực hiện nữa thì thôi đúng không? Hoặc là các bạn không thể nhập một số nữa đấy, hoặc là nhập số khác nhé. 1 này tôi gặp d này, đấy bạn sẽ lấy bạn nhập lại tiếp tục, ok không? Thì đến khi mà các bạn không thích các bạn tắt nó đi thôi. Thì đấy là cái ý nghĩa bởi vì là chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái lệnh go to. Có hiểu ý nghĩa không? Ừ. Thì các bạn hiện thực hóa này đi, sau đó chúng ta sẽ nghỉ buổi hôm nay. Thì trước khi các bạn cứ làm cái này xong đi đã. Sau đó thì tôi sẽ đẩy cái code này lên trên server, hướng dẫn đẩy code. Cái code của tôi sẽ đẩy lên trên Visual Studio cho mọi người nhà. Các bạn nhìn nhé, chuột phải này, Add Solution. Đấy, sau đó tôi sẽ dùng tài khoản của tôi. Nhìn chưa? Sau đó thì tôi phải tìm đến đúng cái thư mục của lớp mình vào phần số code, nhấn OK, yes. Đấy, thì sau khi đẩy lên đấy, thì cái biểu tượng nó sẽ map với cái thằng Visual Shape. Các bạn nhìn thấy biểu tượng nó thay đổi nhé, nhìn đây, nhìn cái vùng này, tí nó sẽ thay đổi. Nhìn thấy không? Thì cái biểu tượng khóa chính là cái biểu tượng mà gì chưa ai sử dụng. Sau này khi mà tôi và các bạn cùng mở cái project này chẳng hạn, đúng không? Tôi đang sửa thì các bạn sẽ gì? Sẽ nhìn thấy là có người, biểu tượng hình người. Còn cái biểu tượng này chính là check out. Tôi đang nắm quyền. Các bạn không thể làm được gì nữa. Thì đấy là cái mà chú ý. Thì cái này dần dần chúng ta sẽ quen thôi. Các bạn lấy về nhé. Ok không? Vậy thì tóm lại trong buổi hôm nay thì các bạn sẽ cần phải nhớ cho tôi cái gì? Thứ nhất là các bạn hiểu về cái việc là gì? Ngôn ngữ lập trình C++, đúng không? Bản chất nó là một cái lập trình, trong đấy có thể giúp chúng ta có thể thực hiện những cái công việc mà giao cho máy tính, muốn máy tính sử dụng, xử lý công việc, đúng không? Và ngôn ngữ lập trình C++ nó sẽ là gì? Nó là cái version mới của cái thằng C, và nó kế thừa được những cái đặc điểm tốt của thằng C, cũng như là gì? Nó có một cái đặc tính, những cái đặc điểm mà thằng C không có, đấy là gì? Lập trình hướng đối tượng. Đấy là lý do tại sao mà tôi chia sẻ rất nhiều là sau này nếu các bạn học chắc cái này, các bạn học những cái ngôn ngữ bậc cao rất là dễ dàng, đồng ý không? Và một số khái niệm cơ bản thì nếu bạn nào mà chưa ok thì về nhớ là xem lại, đúng chưa? Cái thứ hai đấy là cái mà vào ra dữ liệu trong C++ thì chúng ta nên dùng, tức là vào thì chúng ta sẽ chính là lấy thông tin đấy, đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái lệnh sin, ra thì tức là out ra, chính là cái mà chúng ta dùng lệnh cao, đúng chưa? Bên cạnh đó thì trong quá trình mà làm việc đấy, tôi đã hướng dẫn mọi người một số những khái niệm như là debug chính là chúng ta chạy từng dòng code để chúng ta xem cái việc là cái code chúng ta xử lý có đúng hay không. Cái thứ ba đấy là cái mà chúng ta hiểu về cái kiểu dữ liệu. Vậy thì bản chất kiểu dữ liệu trong lập trình chính là khác nhau ở cái việc kích thước cấp phát vùng nhớ để lưu trữ thông tin để thực hiện công việc của các bạn, đồng ý không? Và cái toán tử chính là để thực hiện các phép toán so sánh, vân vân. Bên cạnh đó thì có một cái mà không được quên, thế là cái quy tắc đặt tên biến. Cái đấy rất quan trọng nhé. Rồi sẽ có người nói như thế thì có người mà đặt sai, đặt linh tinh là sẽ bị phạt đấy nhé, đúng không? Và trong phần thứ tư thì chúng ta đã nghiên cứu xong cái phần cấu trúc trình đầu tiên, đấy là if else. Nếu thỏa mãn thì thực hiện công việc gì, giống như vừa rồi chúng ta làm một số ví dụ đấy, đồng ý không? Nếu tôi giàu tôi có thể mua nhà Hà Nội. Đấy, thì hiện thực hóa từ cái vấn đề mong muốn thế chúng ta hiện thực hóa bằng code nhà, thì cái mà mọi người trải nghiệm rồi, đúng không? Vậy thì tôi yêu cầu về nhà đấy, cái phần này các bạn hoàn toàn có thể làm được những bài tập rất nhiều rồi, thậm chí làm được hết, thì cứ đi từng bước nhé, làm chi tiết ra, đừng có thấy là ui cái này dễ nghe nghe thôi, đơn giản không phải làm, đừng nên như thế nhé, làm hết từ dễ đến khó, quan trọng với vấn đề là các bạn làm sao mà đẩy lên được. Sau đó thì lúc tôi sẽ hướng dẫn thêm nữa, đồng ý chưa? Đấy, thì đấy là cái mà chú ý. Thì với cái bài tập 8 này này, đấy, bài tập 8 này nếu mà để làm được thì các bạn sẽ có một cái thư viện gọi là incluser, cái thư viện mass như này, incluser. Đấy, thư viện mass này. Đấy, thì trong này nó sẽ có những cái thư viện như là sqrt. Đấy, cái thư viện này chính là nó sẽ tính căn bậc 2 này, đồng ý không? Là gần như là float đây là các được tính như thế. Thì anh nhìn thấy nhá, cái này đấy nó đang báo fill rồi. Fill ở đây thì với thằng này thì nó phải tập tin màu và tập hát. Cái này như nó có rồi. S đúng không? Đấy thì khi mà S như thì các bạn nhìn thấy là nó tính ra được ngay là 3. Nhìn nhé, tôi bắt vào đây cho mọi người xem. Ba đúng không? Đấy, thì đấy cái hàm này, cái là hàm trong cái thư viện này nó chứa những hàm số học. sqrt là hàm căn đúng không? Nó còn có một số cái hàm như là hàm pow để lấy số mũ. Đấy, đúng không? Đấy là tính như 2 mũ 3 thì là 8. Đúng chưa? Một số cái hàm nữa thì bạn dần dần biết, thì trong cái này nó sẽ trong cái thư viện này nó chứa như này. Thì để làm việc đó các bạn sẽ phải dùng cái này. Đồng ý không? Vậy thì cái phần mà tôi hướng dẫn cái phần căn thì các bạn đã làm được cái này rồi. Ok không? Đấy, thì chú ý nhé, chú ý về cái này thì tôi comment lại để mọi người tham khảo. Rồi tôi đã check lên, các bạn lấy về đi, chúng ta nghỉ nhé.